Uh, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu với các bạn hai mẫu máy sới chạy xăng và chạy dầu của hãng Yamanisan, uh, một thương hiệu có tiếng trên thị trường. À, hàng uh, liên doanh với Nhật Bản. Thì uh, mỗi một máy sẽ được đi kèm và uh, thêm một bộ phay như trước mặt đây. Nó sẽ có là 12 phay, 24 phay hai bên. Thì à. các máy này nó đều sẽ là có công suất là 7 HP. Đấy, đó chỉ khác là con bên này của chúng ta là sẽ là máy 170, là máy chạy xăng. Còn con bên này nào mà sẽ là máy 170, máy chạy dầu. Hai con máy này đều sẽ đấu đầu trực tiếp nhá, không chạy dây cò loa thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đấy. Máy thì làm rất chỉnh chu, không có một tí ma vi nào hết. Đấy. Bóng sáng loáng. Đấy. Máy thì có hai số tiến và một số lùi. Đấy. Các bạn nếu như mà muốn uh, mua thêm các cái phụ kiện của chúng nó thì uh, chúng tôi cũng có bán đủ hết. Như thể là bánh lồng, bánh bừa này, bánh bám này, cày lên luống, tôi đều có đủ cả. Thì những cái phụ kiện nào các bạn mua thêm thì phải sẽ uh, đến điểm thêm. Hiện nay thì chúng tôi sẽ vẫn là uh, giao hàng trên toàn quốc. Các bạn kiểm tra hàng xong các bạn mới phải thanh toán. Riêng về động cơ của Yamaha thì chúng tôi sẽ uh, bảo hành cho nguyên động cơ, chúng tôi sẽ bảo hành là uh, 18 tháng nhé Bảo hành 18 tháng cho động cơ. À. Nếu các bạn muốn uh, mua một trong hai cái máy này thì hãy liên hệ đến số máy ở trên màn hình nhé. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm nếu các bạn có câu hỏi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.